Vậy là quý vị và ngay bây giờ đây là dòng loại thần tài quý vị ơi. Cho nên là số lượng vé phát hành ở bên ngoài cho dòng loại thần tài cũng có giới hạn. Cho nên tụi em sẽ sổ ngay bây giờ, không để chờ đợi lâu đâu. Cho nên quý vị ơi, ai chuẩn bị cứ giơ tay ngọc tay ngà lên nha. Chúng em điều động nhân viên đến tận nơi, tận chỗ để phục vụ cho tất cả quý vị. Rồi, chúng ta vừa lại làm lên đúng quý vị hồi sớm giờ đó. Và chúng ta mà chưa có may mắn đâu giải đó quý vị, những tập đấu vé cũ chúng ta hãy giữ lại và đến cuối giờ. Ban tổ chức chúng em sẽ có một vòng loại rất là đặc biệt dành tặng cho toàn thể quý vị, vòng loại đổi vé. 5 vé cũ chúng ta sẽ đổi thành một vé mới ở cuối giờ nha quý vị nha. Phần thưởng sẽ rất là giá trị khi mà chúng ta tham dự chương trình Lotto Show cùng với Lotto Long Nam. Còn vòng loại này là vòng loại thần tài cho nên chúng ta nhanh tay lẹ chân lên tham gia tham dự ủng hộ cho kênh Lotto Long Nam luôn quý vị. Dạ, ơi. Quý vị ơi, đây là con gấu dâu bự chà bá có logo của kênh Lotto Long Nam. Con gấu dâu này là phiên bản mà của chào mừng sinh nhật lần thứ 6 của Lotto Long Nam thưa quý vị. Đó chỉ còn có vài con thôi. Cho nên bây giờ là một lát thì em sẽ tặng không cho quý vị luôn, chịu quý vị ơi. Rồi, một lát tụi em sẽ tổ chức những cái mini game để tụi em sẽ có những con gấu bông như thế này nè. Wow. Tụi em tặng không cho tất cả quý vị trong buổi tối đêm nay luôn nha. Dạ rồi, và rất là mong quý vị sẽ ủng hộ cho chương trình này. Để mà nhân viên tìm vào bên trong, tụi em sẽ tổ chức một cái mini game để tương tác cùng với tất cả quý vị khán giả tại Cần Thơ. Anh nói cái gì? Hả? Anh lấy con gấu màu đen hả? Anh nói anh lấy con gấu màu đen. Không, không có được đâu. Em không phải là con gấu bông, em là con gấu bông. Anh không lấy nữa. Vâng, xin mời anh lấy con gấu đen hả? Lấy đi. Trời ơi, lấy em đi, em như con Cuba Thông vậy đó. Trời ơi, về xin số nào cho số đó luôn đó. Rồi quý vị ơi, cô chú chị nào chưa có vé cứ giơ tay lên nha. Dòng loại này tụi em sẽ sổ ngay bây giờ. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến với những cái chương trình đặc biệt của Lotto Long Nam trong buổi tối đêm nay, như là những trò chơi tương tác với tất cả quý vị để chúng ta cùng nhận về những con gấu bông bên trên sân khấu của Lotto Long Nam thưa quý vị. Rồi, nè, Tiến ơi, vẽ bên đây luôn Tiến ơi. Đó, anh ra bên đây nè. Rồi, rồi ai chưa có vé cứ giơ tay lên quý vị. Tụi em điều động nhân viên tới tận nơi luôn nha. Rồi Tiến ơi, đây nè, đó bên đây là hai anh trai chưa có nè. Rồi, lên xe cô ơi. Trời, bà làm như Umi Lan nó đi vậy trời. Umi Lan ơi. Dạ quý vị, Umi Lan còn có một cái thích nghe đó quý vị. Dạ quý vị, nếu mà muốn kết bạn với Umi Lan đó quý vị, lên Facebook gõ là Umi Lan là không có ra quý vị nha. Quý vị hãy gõ cú pháp đó là Lan cho ghe đó quý vị. Đó, dịch ra tiếng Việt Nam là Lan cho ghẻ quý vị nha. Cái thích đó là cái thích Facebook của nó đâu. Rồi Lan ơi, trên đây nè. Đó, anh trai này kiếm Lan luôn nè. Rồi, đó, quẹo vô. Cái gu của mấy anh trai bây giờ lạ lắm. Thích bệnh bệnh đau đau vậy không đó quý vị. Đó, dễ nuôi nha, không sao. Dạ, Umi Lan là nó hiện tại nó đang làm gương mặt đại diện cho những cái xì ba mà Lâm Kim đó quý vị. Wow. Quý vị nó bán vé gần quý vị, coi chừng em bé đó quý vị nha. Em bé mà dắt một cái là lọt vô cái rổ trên mặt nó luôn đó quý vị. À, không có chui ra. Rồi, ta biết nói vậy thôi, tội nghiệp Lan chứ nó cắt đồng tiền. Cắt đồng tiền mà nó cắt rẻ, bác sĩ cắt cho nó đâu trên mặt mỗi bên là 30 mấy cái đồng tiền, là cái mặt nó vậy luôn đó. Rồi nhớ tấm dừa không có chuyện nó giỡn em. Rồi nói với tấm dừa lại làm luôn, vòng loại này là vòng loại thần tài quý vị. Cho nên cô chú chị mình ơi, nhớ tham gia tham dự ủng hộ cho cái nắng nó tương nam và lòng cầu chúng em cũng đã chuyển động rồi, thì ngay từ bây giờ cho em mời một vị khán giả đi quý vị. Dạ. Rồi bây giờ nghe nào quý vị, trong cái vòng loại này luôn bây giờ tự tàu. Trời ơi, chị ơi. Trời ơi, hai cặp loa kìa, lấy DVD tôi đi làm hồ. Lấy đi. Trời ơi, là trời. Bây giờ như thế quý vị, tụi em tặng gấu bông trước nha quý vị nha. Tụi em xin phép được mời ba anh trai lên sân khấu chơi trò chơi quý vị. Ba anh nha. Chờ mà nội đi đâu, đã áo xuống rồi đó. Đạo, lộn xin lỗi quý vị. 6 anh trai chơi trò chơi quý vị. Wow. Rồi, có ai đại diện lên mình làm mình lãnh mấy gấu này không có tốn tiền luôn nha. Đó. Rồi, mời anh, rồi một anh. Một. Ừ, từ từ. Hỏi gia đình anh thôi, rồi anh lên anh. Rồi, ai nữa? Dạ, phải đàn ông không? Anh đâu? Rồi, hai người luôn đi à. Bỏ cái vé lại, nha. Rồi, ngoài xa anh cầm dấu và anh luôn. 1 2 3 4 và một người nữa quý vị. Một người đó. Anh chơi không? Chơi không? Trời ơi, đủ tuổi chơi BD chưa?
Thôi đổ chơi một lần để cho biết đã dữ lắm. Wow. Rồi chào anh trai nha. Rồi xin mời lên sân khấu người đẹp Lan Cho Nghe. Khách kiếm Lan Cho Nghe. Lan ơi, lẹ Lan ơi. Lẹ Lan ơi, rồi. Quẹo lô, quẹo lô, Lan Cho Nghe ơi. Rồi, cái gì? Lý Trung Hảo lên đây cưng. Rồi, bé 16 lên luôn em. Trời ơi. Trời ơi, tụi em chơi trò chơi quý vị nha. Đó, bây giờ đưa thẻ vô bên trong. À, đây là ai chưa em chơi, em chưa nói tiền để em chơi trò chơi xuống em qua nó nói nha chị. Chứ sợ quý vị ơi. Rồi, nhân viên vẫn đang rõ mời chúng ta làm vẽ cho quý vị nhớ ủng hộ cho em nhớ quý vị ơi. Rồi, bây giờ ba em trai đủ rồi. Ba em gái nhà mình đủ rồi. Bây giờ mỗi người nhào vô một cặp đi chọn hai người đàn ông đi lẹ đi. Wow. Chưa lên rồi. Chọn đại nhanh gọn lẹ rồi một cặp. Xong. Rồi Lan ơi Lan người ta chờ Lan ư. Lẹ đi Lan ơi. Rồi. 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 Anh còn chỗ bên đây nè. Đó anh qua đây. Đó. Rồi quý vị, và cái trò chơi mình giống như là hồi sáng đi chợ nổi đó quý vị. Đó 5 giờ rưỡi sáng anh em đi chợ nổi thấy mấy chiếc ghe nó đua. Rất là đặc biệt luôn cho nên bữa nay mình chơi đua ghe nha. Rồi mời các người đẹp vô vị trí, người đẹp nào cũng biết cách chơi được không? Một anh trai ngồi trước, một bạn gái của Hương Nam ngồi giữa. Thằng ngoài ở đây là Lan đây nè đó. Rồi một anh trai nữa còn lại thì cuối cùng. Rồi rồi cái mức là đây, cái mí là đây. Rồi mí ơi điều phối mí ơi. Rồi bây giờ vô ba cái tích. Anh trai đầu tiên nha. Rồi rồi móc vô. Trời cái sang. Bây giờ trước khi khởi động em mời bốn anh trai đầu tiên cho em kiểm tra không có rách đáy không. Khoan từ từ em còn nguyên em nhìn cho. Ô con cá lòng tao à, nói rồi rồi cầm cho nó chắc vô nghe để nó vuột ra là thua đó. Trong cái quá trình mà mình đua là mình sẽ đua tới cái lòng cầu đây cho cái mí này, sau đó mình phải đảo ngược lại, mình vẫn cái chiếc thuyền đó luôn, mình đảo ngược lại vị trí kia đó. Còn con kia mày xin keo hay gì vậy? Rồi mình đảo lại kia. Đội nào chiến thắng được con gấu bông bự, đội nào thua được con gấu bông nhỏ. Quý vị ơi, cổ vũ cho ba chiếc ghe một tràng pháo tay thật lớn quá được không quý vị ơi? Vâng. Rồi, chuẩn bị. Chuẩn bị nhạc được không? Rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. Go lên. Ê, cái đầu cái đầu đó kìa. Đi tới. Nghe nè bà nội Lan ơi gịch cái quần xuống ơi trời ơi còn nói nghe nè, hai xe kia đó, hai chiếc ghe kia chạy nổi chiếc ghe này, bà nội chở con này như chở heo vậy đó. Sao nói sao bà nội là mập quá. Lan ơi sao rồi Lan? Lan thấy sao rồi? Trời ơi, nó xuống mấy đường trong đây luôn rồi nè. Trời ơi, đội chiến thắng là đội. Rồi, dạ, đó là một cái màn thi nháp quý vị để cho quý vị hiểu luật chơi. Chưa chơi, giờ mới chơi nè. Bà đang nháp, bà nội ơi, bà nội. Vỗ tay cho ba đội chơi quý vị. Vô lại. Nãy giờ thử thôi, rồi vô lại. Chơi, mấy ông nội này muốn vô nước biển hết rồi. Rồi vô, Lan ơi, Lan kỹ lưỡng, Lan ơi, xiết lại. Rồi ngồi xuống. Ngồi xuống nhanh. Rồi đổi đầu tàu luôn ha. Wow. Đổi được. Rồi, chuẩn bị quý vị. Từ từ bà nói. Móc vô. Để nó xa cái. Trời ơi. Chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. Cố lên. Ngừng lại, ngừng ngang cái đi từ. Phát. Ông nội đi đâu có mình ơn vậy cha. Anh ơi, nó nghe nè, anh tính ngủ mã phanh thay nó hả gì anh? Trời ơi, còn cặp này mà tới đâu rồi? Có cái quần ai bị tét chưa? Còn nguyên quý vị ơi, đội thắng cuộc là đội nào quý vị? Đói. Bà về có một mình nè bà nội. Mày còn nguyên không? Đúng là coi. Thấy sao? Bây giờ giống như tao có 8 cái đất trong này. Rồi quý vị ơi, hãy dành nhộn chào cái tay thật lớn cho đội U Mê La quý vị ơi. Rồi không, nói chơi với ai cũng đừng gấu á bà nội ơi.
rồi nha, có 6 gấu tặng hết cho 6 anh trai luôn nha. Rồi quý vị hãy dành một trọng tay thật lớn cho 6 anh trai may mắn ngày hôm nay quý vị ơi. Dạ rồi, mình ra mình lãnh quà từ thiện nè. Dạ. Hội thiện nguyện ý trời xin gửi đến các anh trai. Rồi, đó. Rồi, tranh thủ lên. Rồi còn hai anh, là ba con đó. Ba con gấu nữa cho ba anh trai luôn. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình chụp một tấm ảnh lưu niệm nha. Đó, lần đầu tiên mà về Cần Thơ. Cái gì nó vui, vui lên nha. Rồi. Chụp một chị đi em. Rồi. Một, vui nha. Hai, ba. Cái tiếng đó, tiếng trời đánh tao đó. Rồi cảm ơn các anh trai, cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh thủ đi về giá cái quần đi, anh ráo đen nha. Nó bị hở kìa, nó đứt được chỉ kìa cha. Lan nó hở hoài. Nó hở rồi đâu có giặt nữa. Ba nó nghe nè. À cái giỏ. Cái giỏ. Thủ chơi mất cái giỏ. Rồi bây giờ mời mọi người khán giả là giỏ số gì ơi. Quay số. Chơi rồi bây giờ để cho người khác. Có gia đình nào mà đi 5 người quý vị. Dạ mời chị gái tóc trắng nha. Chị gái tóc vàng nha, mời chị.